Các bạn, mình là Hưng Blackheart của ban nhạc Black Infinity và cũng là đồng sáng lập của hãng đĩa rock Jungle Records. Thì cách đây 2 năm thì Tiger Nguyễn, cũng là em trai của Hưng, đã có trình bày với Hưng về một cái dự án solo album với dòng nhạc instrumental của mình. Cọp là người ít nói nhất trong ban nhạc Black Infinity. Nhưng mà lần đầu tiên Hưng nghe Cọp nói là Cọp đã chuẩn bị sẵn sàng cho một album để phát hành. Thì Hưng nghe Hưng rất là bất ngờ. Thường Tiger viết nhạc thì Tiger dựa trên cảm xúc là chủ yếu. Rồi nhiều thứ khác nữa, như là nhạc lý và hòa âm. Cái album này rất là nhiều, có rất nhiều rất cái chất nhạc rất là hay, không những nặng và nhẹ đều có lẫn lộn trong đó và thể hiện rất là nhiều cái kỹ thuật về riêng là solo guitar. Thì Hưng nghĩ nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới guitar, các bạn trẻ nào muốn học guitar hoặc là những cái nghệ sĩ nào đó, thì Hưng nghĩ đây là một cái đĩa mà rất là đáng cho các bạn nghe. Cái nhất là để giải trí, để chill trước, và cái thứ hai là để có thể, Hưng nghĩ là chắc có thể trao đổi và chia sẻ, học hỏi nhau được những cái skill guitar trong cái album này. Cái câu chuyện là thị trường là nó là một câu chuyện phải lâu, nhưng mà Hưng nghĩ là nếu mà bây giờ mình không mạo hiểm, không làm vì đam mê của mình, hoặc là không cống hiến những cái tác phẩm nghệ thuật này, thì Hưng nghĩ chắc rất là lâu thì Việt Nam mới có được một cái album instrumental. Thì Hưng mới quyết tâm đi làm và kiếm rất là nhiều nguồn kinh phí từ khắp nơi để đầu tư và sản xuất cho cái album instrumental của Tiger Nguyễn. Thật ra đĩa album đầu thì Tiger bỏ công sức rất là nhiều. Thì hy vọng mọi người cũng sẽ nghe thử và thưởng thức cảm xúc của Tiger. Các bạn có thể kiếm mua cái album này thông qua cái trang Facebook của Black Infinity, hoặc là trang Facebook của Jungle Records. Hoặc là các bạn muốn nhanh lẹ hơn thì các bạn chỉ việc lên iTunes, CD Baby và Amazon MP3 là các bạn có thể mua được ngay.